À, còn đây là ngôi chùa Quỳnh Đạo ở thành phố Châu Đốc nha các bạn. Thì cũng đây là ngôi chùa cũng có khuôn viên rất là lớn. Đây là cái khu vực bãi đậu xe rất là rộng lớn nha các bạn. Quá trời xe luôn. À, cái bên đó là cái nhà ăn để phục vụ ăn chay miễn phí nha các bạn. Nhà ăn rất là lớn, dài khoảng 100 mét ạ. 1. La Hán tĩnh tọa trên vách hang thứ 76 của động Đôn Hoàng, có vẻ hình tượng ngài ngồi kiết già trên phiến đá. Theo truyền thuyết, ngài thuộc giai cấp sắc đế, lợi sức mạnh vô song, đời sống chỉ biết có chiến tranh chém giết. Khi theo Phật xuất gia, ngài đạt quả A-La-Hán trong tư thế tĩnh tọa. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Nặc Cự La được xếp vào vị trí La-Hán thứ 5, ngài thường cùng 800 vị A-La-Hán trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu. 2. La-Hán Trường Mi thuộc dòng Ba-La-Môn nước Xá Vệ. Theo truyền thuyết, khi ngài mới sanh ra đã có lông mày dài rũ xuống, điều báo hiệu kiếp trước ngài là một nhà sư. Sau khi theo Phật xuất gia, ngài phát triển thiền quán và chứng A-La-Hán. Pháp Trụ Ký xếp ngài là vị La-Hán thứ 15, thường cùng 1.500 A-La-Hán trụ trong Linh Thứ Sơn. 3. Tượng La-Hán Khai Tâm vốn là một Bà-La-Môn nổi danh. Khi xuất gia, trải qua 7 năm khổ hạnh, ngài chứng quả A-La-Hán. Vì muốn kỷ niệm nhân duyên đo Phật mà xuất gia ngộ đạo, ngài lấy cây sào lúc trước, đi đến chỗ cũ nói, nếu Phật Pháp là chân lý ngàn đời thì xin cây sào này mọc lại và sinh trưởng ở đây. Nói xong, ngài cắm cây sào xuống đất, cây sào bỗng nảy chồi ra lá. Thời gian sau, từ chỗ đó mọc lên một rừng trúc tốt tươi lan rộng cả vùng, người ta gọi nơi ấy là Trượng Lâm. Theo Pháp Trụ Ký, ngài Thú Bát Ca là vị La Hán thứ 9, thường cùng 900 vị La Hán trụ trong núi Hương Túy. 4. La Hán trầm tư. Sau khi theo Phật xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng của Thế Tôn, ngài bỏ dần tập khí vương giả và thói xấu trêu ghẹo người, nỗ lực tu tập để chứng thánh quả. Ngài luôn khiêm cung nhẫn nhục, không thích tranh cãi hơn thua, phòng của mình bị người chiếm ở, ngài lẳng lặng dời vào nhà xí ngủ qua đêm. Đi khất thực bị bọn côn đồ ném đá trúng đầu chảy máu, ngài lặng lẽ đến bờ suối rửa sạch rồi tự tay băng bó. Tính chủ cúng cho ngài một tịnh thức, ít lâu sau đòi lại đem cúng người khác, ngài cũng bình thản dọn ra khỏi phòng. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La Hán thứ 11, thường cùng 1.100 vị A La Hán trụ ở Tức Lợi Dương, Cù Châu. 5. Hán Hỷ Khánh. Ngài thường đi du hóa khắp nơi với gương mặt tươi vui và dùng tài thuyết pháp để chiêu phục chúng sanh. Thấy mọi người thường vô ý gây việc ác sẽ bị xuống địa ngục, nên khi thuyết pháp, ngài dùng giáo lý nhân quả thiện ác, giúp chúng sanh phân biệt rõ ràng để sửa đổi. Bằng cách giảng dạy chân thật, tôn giả suốt đời như ngọn hải đăng đem ánh sáng Phật Pháp soi rọi nhân sinh. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La Hán thứ 2, thường cùng 500 vị La Hán trụ tại nước Ca Thấp Di La 6. La Hán Kỵ Tượng. Trước khi xuất gia làm nghề huấn luyện voi. Khi tôn giả chứng quả A La Hán, Đức Phật bảo ngài nên ở tại quê hương mình để ủng hộ Phật Pháp. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Ca Lý Ca là vị La Hán thứ 7, cùng với 1.000 vị A La Hán luôn thường trụ tại Tăng Già Trà Châu, Tích Lan. 7. Tượng La Hán Kháng Môn. Ngài là một tấm gương cần cù nhẫn nại. Ngài không thông minh nên khi xuất gia ngài không tiếp thu được Phật Pháp. Sau này được sự chỉ dạy của Thế Tôn, ngài thực hành pháp môn quét rác với cây chổi trên tay. Nhờ sự kiên trì, dốc tâm thực hành lời dạy của Phật, quét sạch mọi câu uế bên trong lẫn bên ngoài, ngài đã thành chánh quả. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả là vị La Hán thứ 16 trong 18 vị La Hán mà ai cũng biết, cùng với 1.600 vị A La Hán thường trú tại núi Trì Trục. 8. Tượng La Hán Cử Bát. Ngài được Đức Phật giao phó giáo hóa vùng Đông Thắng Thần Châu. Trong 18 vị La Hán, ngài là vị La Hán thứ 3, thường cùng 600 vị A La Hán trú tại Đông Thắng Thần Châu chính. La Hán phục hộ người ở núi Hạ Lan, tỉnh Cam Túc. Ngài thường du hóa trong nhân gian, giảng kinh thuyết pháp, gặp tai nạn liền ra tay cứu giúp. Tôn giả 3 lần thu phục một con hổ dữ đem nó về núi cho tu, đi đâu thì dẫn theo. Bên cạnh hình tượng ngài, người ta vẽ thêm một con hổ. Ngài thành danh La Hán Phục Hổ. La Hán Hàng Long và La Hán Phục Hổ là hai vị được đưa thêm vào danh sách thập lục La Hán. Để trở thành một truyền thuyết vĩnh viễn được tôn thờ, 10. Tượng La Hán Bố Đại. Tương truyền La Hán Bố Đại là người bắt rắn ở Ấn Độ, xứ này nhiều rắn độc hay cắn chết người. Ngài bắt chúng, bẻ hết những răng nanh độc rồi phóng thích lên núi. Hành động ấy phát xuất bởi lòng từ cao độ, nên ngài được xem như biểu trưng của từ bi. Khi tu thành chính quả, ngài thường mang một túi vải bên mình để đựng rắn.
Theo chư vị La Hán, Ngài là vị La Hán thứ 13, thường cùng 1.300 vị A-La-Hán trụ trong núi Quảng Hiếp. 11. La Hán Quá Giang vì mẹ Ngài hạ sanh Ngài dưới cây Bạc Đà, tức là cây hiền. Tiếp nhận lời Phật dạy, tôn giả hành trì theo ý nghĩa đích thực của việc tắm rửa, siêng năng gột rửa tâm nên chẳng bao lâu chứng quả A-La-Hán. Từ đó tắm rửa là một pháp tu hữu dụng thiết thực mà tôn giả thường khuyên dạy mọi người. Các tự viện Trung Hoa thường thờ hình tượng Ngài trong nhà tắm để nhắc nhở ý nghĩa phản tỉnh tư duy. Tôn giả cũng thường dông thuyền đi hoằng hóa các quần đảo của miền Đông Ấn Độ như Java. Jakarta nên được mang tên La Hán Quá Giang. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La Hán thứ 6, thường cùng 900 vị A-La-Hán trụ tại Đam Mục Lai Châu 12. Tượng La Hán Hàng Long, Ngài là vị Đại La Hán thường thông quảng đại, đạo hạnh trang nghiêm. Trung Hoa dịch Khánh Hữu, ra đời sau Phật diệt độ 800 năm, cư trú tại nước Sư Tử. Nan Đề Mật Đa La là vị La Hán thứ 17, do mọi người tưởng nhớ công ơn Ngài nói ra Pháp Trụ Ký. 13. La Hán Tiếu Sư, Ngài làm nghề thợ săn, thể lực rất tráng kiện, một tay có thể nâng một con voi, hoặc nắm một con sư tử ném xa hơn 10 mét. Mỗi khi muôn thú chạm mặt Ngài, chúng đều hoảng sợ lánh xa. Sau khi xuất gia, Ngài nỗ lực tu tập, chứng quả La Hán. Lại có một con sư tử thường quấn quýt bên Ngài, do đó Ngài được biệt hiệu La Hán Đùa Sư Tử. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La Hán thứ 8, thường cùng 1.100 vị La Hán, trụ ở châu Bắc Thích Noa. 14. La Hán Thám Thủ, Ngài thường tùy hỷ hóa độ chúng sanh. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Bán Thát Ca là vị La Hán thứ 10, Ngài thường cùng 1.100 vị A-La-Hán trụ ở Tức Lợi Dương Cù Châu. 15. La Hán Khoái Nhĩ Na Dạ Tê Na sinh trưởng ở miền Bắc Ấn là bậc La Hán nổi tiếng về tài biện luận. Na Dạ Tê Na chuyên tu về nhĩ căn. Tranh tượng của Ngài mô tả vị La Hán đang ngoái tai một cách thú vị. Mọi âm thanh vào tai đều giúp cho tánh nghe hiển lộ, rất thường trụ và rất lợi ích. Từ nhĩ căn viên thông phát triển thiệt căn viên thông, trở lại dùng âm thanh thuyết pháp đưa người vào đạo, đó là ý nghĩa hình tượng của tôn giả Na Tiên. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài cũng là vị La Hán thứ 12, thường cùng 1.200 vị A-La-Hán trụ trong núi. 16. La Hán Thác Tháp, hình tượng Ngài được tạo với bảo tháp thu nhỏ trên tay. Tháp là nơi thờ Xá Lợi Phật, giữ tháp bên mình là giữ mạng mạch Phật Pháp, vì thế Ngài được gọi là La Hán Nâng Tháp. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài Tô Tần Đà là vị La Hán thứ 4, thường cùng 700 vị A-La-Hán phần nhiều trụ ở Bắc Câu Lô Châu 17. La Hán Tọa Lọc xuất thân dòng Ba La Môn, là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Điền. Ngài thích xuất gia nên rời bỏ triều đình vào rừng núi nỗ lực tu tập. Sau khi chứng thánh quả Cởi Hưu về triều khuyến hóa vua, nhưng đó được tặng danh hiệu La Hán Cởi Hưu. Tôn giả Tân Đầu Lô là một vị La Hán rất gần gũi nhân gian. Pháp Trụ Ký xếp Ngài là vị La Hán thứ nhất, thường cùng 1.000 vị La Hán trụ ở Tây Ngư Hóa Châu 18. Tượng La Hán Ba Tiêu, tên gốc của Ngài là Phạt Na Bà Tư. Tương truyền lúc hạ sinh Ngài mưa to dữ dội, sấm chớp đùng đùng. Khi xuất gia Phật, Ngài thích tu tập trong núi rừng, thường đứng dưới các cây chuối nên còn được gọi là La Hán Ba Tiêu. Trong chư vị La Hán, Phạt Na Bà Tư là vị La Hán thứ 14, Ngài và 1.400 vị La Hán thường ở trong núi khả trụ. Vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn về tiểu sử 18 vị La Hán tại chùa Huỳnh Đạo, thành phố Châu Đốc, An Giang. Sau đây bạn Nam tiếp tục cùng các bạn tham quan chùa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Nam Fan. Đây là cái khuôn viên ao sen của chùa các bạn. Các bạn thấy chỗ giữa cái ao sen thì nó có cái tượng chín rồng đó. Tượng chín rồng chỗ cái nhà chính giữa chỗ ao sen thì tượng trưng cho là Cửu Long các bạn. Cửu Long. Đó là cái bức tranh về Cửu Long. Thì nó giống như là cái tượng trưng cho đồng bằng sông Cửu Long, gồm có 9 nhánh sông. Gọi là Cửu Long. Đây là bên trong của ngôi chùa các bạn. Ừ.
các bạn thấy có mấy cây đàn kề rất là to luôn. Rất to các bạn. Đây là mấy cái nhang nha bạn. Nhang hình cái chuông á.